Có số điện thoại người nhà không? Nhà ở đây thôi. Gần đây à? Bây giờ có số điện thoại ở nhà không? Để em điện nè, để máy em điện nè, điện kêu người nhà ra đi. Ủa hai cô, ở đây chỗ nào bán đồ ăn gì chị? Đồ ăn hả? À? Dạ. Chạy lên ngã ba. Ủa ở đây nó có đặc sản gì không chị? Em ở miền Nam vô. Hả? Ở đây nó có đặc sản gì không? Món gì lạ lạ không? Lạ lạ. Dạ. À, vậy cứ ra ăn sao cho no là được phải không? Đồ ăn no thì ăn đi. Để ngay lại đây bảo nó làm cho nó ăn. Ủa cái bánh tét nó giống bánh chưng không anh? Ờ là bánh chưng đó. À, ở dưới em thì là gọi là bánh tét, nó đòn thế này nè. Thì cái này là nhân mọc nhĩ với thịt, còn cái kia là nhân đỗ xanh với thịt lợn. À. Gạo nếp ở đây là gạo tẻ. À. À, mỗi một loại bánh là một loại gạo, một loại nhân. Dạ. Còn 150 nha các bạn. Phòng mới xây đúng không các bạn? Bây giờ mà cho dù mình qua một căn trại mà không có lúa các bạn, mình vẫn chấp nhận luôn nữa. Tại vì đi trên cái con đường này là đã đủ, quá đủ dư rồi. Dư cảm xúc rồi. Xe em gái nó bị sao mình? Xe bị sao vậy? Không nổ à? Để em đạp thử ra. Rồi xe này chắc phải kêu người nhà lại chở đi coi rồi. Nó không có hơi hám gì trơn à. Có số điện thoại người nhà không? Nhà ở đây thôi. Gần, thôi mà. Gần đây hả? À? Bây giờ có số điện thoại ở nhà không? Có. Để em điện nè, để máy em điện nè, điện kêu người nhà ra đi. Nhà khúc nào? Hết cái cua này không? Hết cua này qua bên đó hả? À cái nhà ở đây đúng không? Thì em chạy em kêu cho cũng được. Đây thôi, chạy ngay cái đèo này, ngay hết cái cua này phải không? Chị không được thì để em chạy thẳng em kêu cho. Chị tên gì? Để em chạy. Rồi để em kêu cho. Chạy kêu giùm người nhà cái chị đó các bạn. Cái nhà nào ta? Không biết cái nhà nào nữa. Nhà này hả? Để mình ghé thử các bạn. Ủa, chú ơi, có cái chị gì chở đứa em á, cái xe hư ở trên lèo kìa. Em chào anh. Dạ nãy em coi giùm chị á, mà xe đó chắc nó mắc lửa hay gì rồi, đang đây nè. Rồi em chạy em điện về cho anh không được rồi, em chạy xuống em kêu giùm á.
anh đi lên ngay ngay cái góc đây nè, cái gì anh lên anh coi chị, xe hư rồi. Em gọi em kêu giùm thôi rồi em đi à. Cảm ơn nhé. Rồi rồi, tại chị đang đợi trên chảnh á. Vui các bạn, giúp được người là một niềm vui. Sống này mà các bạn, đừng có hại người, giúp được người và sống sao cho có tâm các bạn. Nhiều người họ sống rất là kỳ, thích làm người khác đau khổ các bạn, hoặc là cười đến sự đau khổ của người khác. Nhưng mà cuộc sống mà, mỗi người có cái cách sống, có cái cuộc đời của người ta. Mình thì mình sống cuộc đời của mình thôi. Họ khi họ làm thì sau này họ sẽ có cái gì đó dây dứt trong lòng bạn. Tiếp thôi. Dù là đang trời gần 7 giờ đó các bạn, mà trời vẫn rất là sáng. Ở đây là có cái đập thủy điện nè. Đẹp quá. Nãy anh có bộ gô quai nón đẹp ghê. Mình ui, mình bật cái bản đồ lên lại các bạn. Nếu mình tắt cái bản đồ, mình cho chị gọi điện. Đây là những cái cua cuối cùng trong cái đoạn đường quốc lộ 27 nè các bạn. Đây, đây là cái thủy điện gì đây. Và wow, cũng lớn lắm các bạn, đẹp lắm á. Đẹp lắm các bạn. Chạy vô chơi không các bạn? Lỡ trễ rồi phải không các bạn? Ủa, nó có cho quẹo vô đâu? Đóng hay có cho quẹo vô kìa. Chạy vô chơi các bạn. Lỡ trễ rồi các bạn. Lỡ trễ rồi các bạn, cho nó trễ luôn. Wow, khi nó xả nước là xả ngay đây các bạn, lớn thật sự luôn á. Cái này tuy là thấy thủy điện nhỏ thôi nhưng mà nó lớn đối với mình nè. Chụp ảnh các bạn, không biết vô được không, có người canh cổng kìa. Như tới đây là hết vô được các bạn. Anh ơi, cho em đi vô đó em tham quan chút xíu được không anh? Dạ. Để rồi, em cảm ơn. Không vô được bạn. Wow. Giờ là gần 7 giờ tối rồi bạn. Đẹp quá. Nước các bạn. Nước nó xanh thẳm luôn á. Thôi không có vô đó được bạn, thì đi tiếp.
đi thôi các bạn. Giờ này gần 7 giờ mà trời sáng trưng rồi. Đi thôi. Còn tí nữa là tới cái bản rồi bạn. Như là một cái làng gì đó. Tới đó mình kiếm chỗ nghỉ á. Chứ giờ qua một cái chải là chắc không kịp rồi đó các bạn. Tới đó rồi tính tiếp. Đây có một cái trang như cái trang sách vậy nè. Thủy điện Bản Chát các bạn. Tối không biết nó lên đèn như thế nào ta. Nó bắt đèn rồi kìa. Cũng gần á nè. Chút tối nay mình có thể chạy qua đây mình coi nó lên đèn không bạn? Thì cũng được á, ý kiến này cũng hay á. Thôi đi tiếp. Anh ơi, anh ơi, anh cho em hỏi gần đây có chỗ nào nghỉ qua đêm không anh? Qua đêm trên kia. Ở đây có mấy chỗ anh? Ở đây á? Dạ. Ở đây có hai chỗ. Một chỗ ở trên kia nữa. Chỗ trên kia. Ờ, chỗ này rẽ phải. Dạ, dạ. Có một nhà nghỉ nữa. Rồi, rồi, cảm ơn. Dưới đây có cái nữa không? Ừ, chỗ nào ok hơn anh? Chỗ nào ok hơn? À? Chỗ nào ok hơn? Ok á. Ok thì quán kia còn mới kìa, còn mới mở luôn. À. Còn ở dưới đây giá cả thì sao ta? Không biết đấy. Rồi rồi, cảm ơn. Để em đi có ý kiến vòng vòng anh. Xuống đây đi, quán này còn mới. Mới không? Bên trái bên phải vậy anh? À, đi à, nó đang dưới đây à. À rồi, cảm ơn. Nhà kế bên sẽ đi nhà nghỉ kế bên. Hỏi thử mà giá cả này là sao? Ở đây mình còn phòng không vậy anh? Phòng nghỉ qua đêm á. Phòng ở đây giá sao ta? Dạ. Giá sao? 150 của anh. À. Rồi rồi cho anh phòng đi. Chín rồi. Đâu ta? Để ta. Chín. Đây. Wow. Phòng 150 nha các bạn. Phòng mới như mới xây đúng không bạn? Tủ này, khăn này, dép, một chiếc tivi mới. Tường thì mới lắm nhưng mà tô thì nó không có được bằng cho mấy. Ổ điện, CB, hai cái ghế, hai cái giường luôn. Ô, điện thoại im quá nè. Sau dạo này mình hay gặp tình trạng mình mướn nó cho mình hai giường quá các bạn. Cái ghế hết rồi. Nhà vệ sinh nè các bạn. Ồ, rất là mới nha. Nè như mới xây rồi luôn nè, còn vôi nè các bạn. Một cái phòng tắm nóng lạnh, nước nóng lạnh luôn. Ok đấy, cái này làm gì ta? Chắc che lại các bạn. Mới xây luôn á. Thì mình dọn đồ lên. Yeah. Rồi coi coi ở đây tối có gì chơi các bạn. Giờ mình sẽ chạy một vòng đây cho các bạn xem. Ở đây nó có ba cái ngã các bạn. Ngã kia mình chạy rồi, ngã này thì tới thui. Quay về ngã ba, coi họ ở đây có gì vui các bạn.
Cái này mình chạy chắc chút xíu là hết rồi. Không có bán gì ăn, mua đồ ăn mà. Rồi đổ xăng luôn, hết xăng. Đây còn hai mắt à. Ở đây mùa hông rất là nhiều nè, mấy con siêu thăng á. Tí vô nón mình binh binh vậy á. Nãy các anh kia chỉ cho mình ok ghê các bạn. Kiếm đồ ăn. Hỏi lại cái chỗ nãy các bạn hỏi hai cô đó. Ủa hai cô, ở đây chỗ nào bán đồ ăn gì chị? Đồ ăn à? Dạ. Chạy lên ngã ba. Ủa ở đây nó có đặc sản gì không chị? Em ở miền Nam vô. Hả? Ở đây nó có đặc sản gì không? Món gì lạ lạ không? Lạ lạ. Dạ. Có đâu, nếu ăn ngon phải lên Than Uyên. À, vậy cứ ra ăn sao cho no được phải không? Bà ăn no thì ăn đây. Để ngay lại đây bảo nó làm cho nó ăn. Dạ. Bò thì biết thôi, đây ngay đây. Gọi em cảm ơn. Ừ. Ăn cái quán ngay đây thì ngon hơn. À, vừa đi tới bên phải phải không? Không, ngay đây thôi. Đây cách đây 3-4 nhà. Đây là à. Đây có cái biển cắt tóc để cần. Rồi em cảm ơn. Nó bán gì chị? Nó bán phở. Rồi. Cơm phở. Có chỗ này rất là ngon đúng không? Ừ. Đây, ở đây là ngon nhất. Rồi em cảm ơn. Đây. Thịt. Chạy vòng rồi lại ăn bạn. Đây bán dù rất là nhiều ta. Thấy ăn treo dù chưa nè. Bán đồ nông ngư cơ. Cái này như cái tạp quá này nè. Cái đường này nãy em đi gọi bạn. Còn ở đây chạy cái khác là hết đường rồi nè. Đây là bán quay. Này bán gì ta? Bánh gì các bạn? Hồi ghé thử. Hết rồi. Có thui rồi các bạn. Có nhiều quá. Đây là như là cái gì ta, chút mình coi lại địa điểm bạn. Đây là gọi là cái gì. Để ghé coi ở đây nó bán cái gì bạn, bánh gì. Ủa cái này là bánh gì vậy anh? Cái này là bánh giò. Còn cái này? Cái này như nhau, ai mua anh mới cởi ra. À. Ai mua đến đâu anh cởi dây đến đấy. Còn cái đó? Cái đó kia là bánh tét. Tét, đó. Bánh giò à. Bánh trưng. Lấy cho em một cái này đi. Tiền ở đâu rồi? Là lại 55 nghìn. Mấy cái chú? Một. Một cái giò, một cái bánh kia. Không, cái này thôi. Một cái à? Dạ, em ăn thử. Ngồi đây mà ăn cho mát này. Thôi em đem về luôn. Nhiêu ạ? Giá cho chú này 15 nghìn. Nhiêu? 5 ngàn em. 5 ngàn. Có 5 ngàn hả? Có tiền. Ôi giời ơi. Không có đồng lẻ nào chú. Không có đồng lẻ nào rồi. Mua ít thì đưa cho bác tờ bé. Để lấy hai cái đi. Em có ngon là em ăn giờ hết. Em không có tiền lẻ này, em còn tờ 200 mà. Đây đổi cho anh 50.000 nó cầu quý. Em ở trong Nam vô. Anh nghe tiếng là anh biết rồi, anh cũng ở mãi trong đây rồi. À, còn cái này là mình chưa luộc á anh? Cái này là mình chưa ấy, chưa luộc, bây giờ mới bắt đầu. À, cho em coi chứ bạn. Đó. Rồi em cảm ơn nhiều. Ờ. Ủa ở đây sáng anh có bán cái gì ăn không? Sáng á? Dạ. Sáng thì mình chuyên bán bánh. Cũng bánh này luôn hả? Ừ. Dạ. Kia còn bánh kia anh vừa mới vớt cho kia nhiều loại lắm. Ờ đấy thì sáng thì em có ra em ghé em coi bán về mua. Sáng là có đồ ăn bánh. Rồi. Rồi. Bánh chiên nào, bánh rán nào rồi, bánh luộc nào. Ủa cái bánh tét đó giống bánh chưng không anh? Ờ là bánh chưng đó. À, ở dưới em thì là gọi là bánh tét, nó đòn thế này nè. Thì cái này nhân mọc nhĩ với thịt, còn cái kia là nhân đỗ xanh với thịt lợn. À. Gạo nếp, còn đây là gạo tẻ. À. Mỗi một loại bánh là một loại gạo, một loại nhân. Dạ. Để có gì mai em ghé em ăn thử, tại em tính mua này ăn chơi nè, rồi chạy ra kia kiếm gì ăn cho nó no. À. Nên không có mua nhiều. Ừ. Ăn thử thấy lạ lạ. Rồi cảm ơn anh đi anh này. Ờ. Thay cho con chim mà ăn
Đây hình như không có sự lựa chọn ta. Ăn có một chỗ ăn à, bánh có một chỗ bán bánh à. Này bán gì ta? Không biết nữa. Hết tiệm rồi bạn, mình ghé ở đây ăn thôi. Ở đây bán cái gì nè? Hình như hết đồ ăn rồi. Hết đồ ăn rồi mình phải ăn bánh tét luôn các bạn. Bây giờ ghé ở đây thử coi. Nó bán cái gì? Cắt tóc nè, nghe chị nói nè. Còn đồ ăn không anh? Dạ. Đậu đây, đậu lên đây à? Đậu đây, đậu bên kia kìa. Không, em bữa nay em ngủ lại đây rồi mai mới đi. Chứ giờ này sao đi nổi nữa. Em ở ngoài trong Nam ra. Đi du lịch xuyên Việt trong vòng vậy. Nãy giờ em đi kiếm cũng chết mới ra cái nhà nghỉ đằng kia. Đấy bên này có nhà nghỉ mà. Thì em mới chạy lên trên kia. Mới đi kiếm đồ ăn nè, sợ hết đồ ăn. Đây không có ai bán gì ăn hết trơn. Có cái chỉ đây chỉ lại nè. Anh bán cái gì với gì vậy anh? Có cơm với bún phở ấy. Cơm là cơm ăn với gì ta? Cơm ăn thịt lợn thịt bò ấy. Đây là cái nào vậy anh? Thịt nào? Bên này là đồ của nhà. À. Thôi gì làm cơm đi. Tươi, thịt bò tươi. Cơm đi coi có gì lạ lạ ăn không anh? Có gì lạ anh thích ăn gì? Không, ý đó là có cái gì đặc sản ở đây mà. Đặc sản ở đây có rồi. Nhưng đồ kia bọn em là không thể mò. À. Đồ em... kia chỉ có bây giờ có vài người mà ăn thì mình đi vào bạn mình bắt. À. Bắt về mổ trực tiếp luôn. Dạ dạ. Hay gì anh cứ làm cho em như bình thường ta đi. Ăn cho nó no bụng cái đi tính. Đây sáng có bán không anh? Có. Dạ. Thôi đi về đi. Quá là bụng rồi bạn. Bạn là người yêu sống không? Không sao. Món bánh này cực kỳ ngon các bạn. Chiều rồi chưa ăn cái chứ hả? Bánh chiên thì thật tươi luôn, cực kỳ ngon.